coi lại lên xe coi coi có cần thay cái cần lên cam không, giờ đi cảm giác nó ì sao nó kêu nữa nè. Rồi rồi dưới cái phục sau nó thường xuyên nó yếu rồi sao ta sao nó chở khách nó ngồi nhúng bình thường qua đi bây giờ làm sao giờ nó lúng xuống luôn. Mà như vậy là phải có chạy vòng nữa thôi chứ căng ấy lên, nhưng mà cái giờ này sao làm được ta? Không, ý là coi thử trước coi mai làm. Còn giống như bữa cái còn cái gì nữa ta, cái bánh kêu khách ngồi kêu bị đảo á, bữa cũng bị ấy kêu ấy rồi mà sao nó sao giờ thấy là chạy hơi bị khói hơi bị ấy rồi nó cảm giác nó hết vọt rồi, kiểu như nó bị ì á, nó bị ì á là sao đó. Trước ra làm nhẹ vòng á, nó đè nó bị hụp á, với lại nổ lên nó kêu ho, nó kêu ho ho không giống lúc trước nữa, nó cứ tạt kiểu như sao đó. Thì lúc ra anh ti nó không có êm á, rồi lâu đè thì bị hụp rồi, thấy sai rồi đè lên không ăn luôn, bắt đầu mới không sao, bắt đầu thấy bệnh rồi. Mấy tháng như nhiều lần. Không biết anh em chạy future như thế nào nha. Còn riêng xe mình thì thay lỗi quá trời luôn. Hình như future đời mới nó không bền bằng future đời cũ hay sao á. Lúc mới mua về chạy được mấy ngàn cây là đã kêu căm cò rồi. Sau đó đến là rung dàn áo, rồi giờ còn bị yếu phụt nữa chứ. Riêng mình là khách tai nặng là mình hủy cuốc không chở rồi đó. Anh em chạy future có bị tình trạng giống như mình không? Hãy comment bên dưới nha.